Chủ nghĩa trung bình là công thức của sự thất bại. Chào các bạn, mình là Moiku. Chào mừng các bạn đến với kênh Lò Khởi Nghiệp. Thì hôm nay mình sẽ nói với các bạn là chủ nghĩa trung bình nó giết chết các bạn như thế nào nha. Nó giết chết các bạn từ trong suy nghĩ, từ trong trứng nước luôn rồi. Thì các bạn hãy nhìn xung quanh đi, bạn sẽ thấy một cái thế giới đầy rẫy cái sự trung bình các bạn. Thế giới của các bạn đang sống, ở đất nước của bạn đang sống, nó đầy rẫy cái sự trung bình các bạn. Mặc dù điều này là mình đã đề cập rất là nhiều lần rồi. Chính mức độ hoạt động và chấp nhận được tư duy trung bình đó các bạn. Bây giờ các bạn nhìn trong lớp học của bạn ngày xưa, ngày nay và còn nhiều thế hệ khác là cái tỷ lệ học sinh trung bình rất là cao. Lý do tại sao? Tại trung bình dễ mà, ai cũng có thể ra, giống như vừa đủ đậu là được rồi. Đó. Rồi, mà hầu hết mọi người tạo nên và số lượng những bằng chứng cho thấy là cái suy nghĩ này không hiệu quả và đang ngày càng tăng lên đó. Từng ngày mà không ít công ty và những ngành sản xuất đã rã rời kiệt sức do kết quả của các sản phẩm trung bình, cách quản lý trung bình, người lao động trung bình và những hành động trung bình và cách tư duy trung bình luôn. Chứng nghiện trung bình có thể giết chết mọi khả năng biến ước mơ của bạn thành hiện thực, và một trong những cái đó là nó không bao giờ giúp cho các bạn giàu có được. Tại vì trung bình mà, thì nhìn xung quanh là không bao giờ giàu được là do là mức lương của bạn cũng ở mức trung bình luôn. Hãy cùng xem xét cái số liệu thống kê để mà các bạn biết được nó trung bình nó nguy hiểm như thế nào nha. Một nhân viên trung bình đọc chưa đến một cuốn sách mỗi năm, làm việc trung bình 37.5 giờ mỗi tuần. Cũng nhân viên đó kiếm được số tiền 319 lần, ít hơn so với các giám đốc điều hành. Đó, bạn thấy không? Ít hơn 319 lần. Những người cho biết là thường đọc trên 60 cuốn sách mỗi năm. Là những cái người mà đọc trên 60 cuốn sách là những người quản lý các bạn. Những người quản lý cao cấp thì đọc nhiều hơn nữa. Nhiều người trong số những giám đốc điều hành thành công về mặt tài chính thường bị phỉ báng về các khoản tiền lớn mà họ nhận được. Tuy nhiên, chúng ta thường không đánh giá đúng mức những gì mà họ đã làm để có được vị trí hiện tại của họ. Mặc dù có vẻ như không phải lúc nào họ cũng làm việc chuyên cần chăm chỉ. Bạn thường thấy là những cái người này thường thường rất là làm biếng à. Đi ra đi vô giống như là chỉ tay năm ngón, không có chịu làm việc. Nhưng cái đầu người ta làm việc. Khi mà người ta chỉ tay năm ngón, cái việc của người ta quan trọng lắm. Việc của người ta là chiến lược như thế nào và giúp cho cái đội phát triển càng ngày càng tiến bộ. Những ông chủ, ông trả lương cho những cái người giám đốc điều hành này, ông trả lương để cho tăng doanh số các bạn. Khi mà doanh số công ty không tăng là ông này chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Ông này đuổi việc trước các bạn. Thì những cái người này đó, mặc dù họ rất là, bạn thấy là không có chuyên cần hoặc là chăm chỉ, nhưng mà các bạn thường bỏ qua một cái thực tế là bằng cách nào đó là họ làm đúng những gì cần thiết để thăng tiến trong xã hội các bạn. Tất cả các việc trên đều đòi hỏi những hành động đáng kể của họ. Bạn có thể nghĩ gì về họ thì tùy bạn thôi, nhưng điều đó không thay đổi được một thực tế là họ đã có được tưởng thưởng vì sự thành công mà họ giành được. Sau khi nền kinh tế phải chịu đựng những tổn thất nặng nề trong cái cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới á, thì kinh tế Mỹ năm 2008 á, người sáng lập ra công ty Starbucks á, mà tập đoàn Starbucks này nó đã về tới Việt Nam rồi nè các bạn. Ông đó tên là Howard Schultz, bắt đầu làm những gì mà hầu hết các giám đốc điều hành ở Mỹ đã làm, là cắt giảm chi phí, loại bỏ các điểm nợ xấu. Và sau đó là ông này đã làm hầu hết các giám đốc điều hành không làm là đi khắp nước để gặp gỡ khách hàng thân quen của Starbucks vào những giờ rất muộn sau khi nhân viên trung bình đã về nhà. Ông này là đến thăm các cửa hàng gặp gỡ khách uống cà phê để tìm hiểu bằng cách nào Starbucks có thể đáp ứng yêu cầu của họ. Cái này rất là hay, ông này ông có một cái chiến lược phát triển rất là hay, mình thấy rất là nể ông này nè. Ông này có cuốn sách viết rất hay, bạn nào chưa đọc sách của ông này thì các bạn nên đọc sách nha. Mặc dù các phương tiện truyền thông không nói nhiều về chuyện này, song đây thật sự là những phương pháp hoạt động đáng kinh ngạc. Một kẻ vượt qua những chặng đường xa xôi đi khắp đất nước 9 giờ đêm còn lần mò đi tìm ý kiến phản hồi từ những người mua sản phẩm của mình. Đây là một ví dụ điển hình của việc theo đuổi đường lối tư duy hành động cao hơn mức trung bình. Các bạn thấy không? Khi mà các bạn chỉ làm việc một ngày có 8 tiếng thôi, hoặc là nhiều bạn còn muốn làm việc một ngày 3 tiếng, 2 tiếng, 1 tiếng, thì tất nhiên là tốt các bạn, nhưng mà trước khi bạn có cái quá trình đó, bạn phải bỏ ra một thời gian làm việc rất là hăng say và làm việc rất là đam mê để bạn có cái kết quả của 1-2 tiếng và thu nhập thụ động đó các bạn. Cái việc làm việc cao hơn mức trung bình, điều này rõ ràng đã vượt lên và thoát khỏi cái khuôn khổ của sự kỳ vọng từ thị trường cũng như từ bất kỳ một khách hàng nào. Nó vượt ra khỏi mọi hành động được coi là phổ biến đối với cái người giám đốc điều hành này. Và sự tăng trưởng rất mạnh mẽ vững chắc của Starbucks cũng đã được phản ánh chính xác trong bảng xếp hạng của công ty trên thị trường chứng khoán các bạn. Ông này vừa là người sáng lập và giám đốc điều hành luôn đó. Công ty này làm ra một sản phẩm mà mọi người không nhất thiết cần phải có, đặc biệt là trong những thời điểm kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, Starbucks vẫn tiếp tục bán hàng. Mình giải thích cái chữ thương hiệu Starbucks nha các bạn. Chữ Star là ngôi sao, Buck là chữ từ lóng của đô la đó các bạn. Là ngôi sao. Ngôi sao mà chữ ngôi sao đô la đó các bạn. Cái cà phê nó thương hiệu như vậy. Tuy nhiên là Starbucks vẫn tiếp tục bán được hàng và phát triển thương hiệu lẫn doanh số các bạn.
Và nói về thương hiệu thì mình nói với các bạn là cái thương hiệu là một cái mà gọi là nó vô hình nhưng mà giá trị của nó rất là cao. Có cái vài triệu đô, có cái vài tỷ đô đó các bạn. Có nghĩa là khi bạn bán một cái thương hiệu là bạn bán luôn cả một cái hệ thống ở trong cái thương hiệu đó luôn các bạn. Intangible và tangible. Tangible là hữu hình, còn intangible là vô hình các bạn. Cái giá trị của một cái thương hiệu là vô hình nha. Điều này cho thấy mặc dù chất lượng của sản phẩm là rõ ràng là quan trọng, nhưng cá nhân làm việc mới thực sự là lực lượng lao động tạo nên hầu hết sự khác biệt. Ông giám đốc này đã biết chính xác làm thế nào để tiếp cận được tình thế. Bất chấp sự suy thoái về kinh tế, bất chấp sự co cụm tạm thời, ông này vẫn thành công trong việc mở rộng công ty, không nhất thiết là phải mở nhiều địa điểm hơn, mà bằng cách sử dụng những nguồn năng lượng cá nhân, những nguồn lực khác cùng khả năng sáng tạo để thực hiện những khối hành động lớn. Nhờ đó tiếp tục tăng cường sự hiện diện của thương hiệu công ty. Mọi công cuộc kinh doanh chấp nhận ở mức trung bình, không sớm thì muộn cũng sẽ làm cho bạn thất bại. Mọi chuyện nếu chỉ được thực thi theo các khối lượng trung bình thì sẽ không khiến các công việc được hoàn tất mỹ mãn ở cấp cấp độ hành động bình thường mà hầu hết mọi người thực hiện, chưa tính đến tác động của các nguồn lực khác, chẳng hạn như là tuổi tác, sức đối kháng, thời gian và nhiều yếu tố bất ngờ không lường trước. Khi các hành động trung bình này phải đối đầu với sự đối kháng, sự cạnh tranh, sự cắt giảm, sự mất mát lòng tin hoặc là mối quan tâm, những điều tiêu cực hay thách thức của thị trường, tất cả những điều trên, bạn sẽ thấy dự án của mình đang trên đà sụp đổ, hoặc nó đã sụp đổ, hoặc nó sẽ sụp đổ các bạn. Cuối cùng thì mình muốn nói với các bạn là xem xét những nỗ lực cần phải tính đến của những cái cá nhân của các bạn, các nhóm mà các bạn đang tham gia, và những người muốn ngăn cản mọi nỗ lực của bạn. Mặc dù không phải là người mắc bệnh hoang tưởng, luôn sống trong sợ hãi, nhưng mà mình học được một bài học rất là đắt giá rằng là những người này thật sự tồn tại rất là nhiều. Những người này là những người giết chết giấc mơ của các bạn. Những người này là những người hủy hoại cuộc đời các bạn, nói cho các bạn biết là các bạn ơi, con ơi, cháu ơi, hãy sống một cuộc đời bình thường thôi. Mà mình chưa bao giờ tin là những người này người ta làm được những điều gì tốt cho cái xã hội này hết các bạn. Các bạn nhìn lại những người đó khuyên cho bạn là những ngày co cụm lại, sống trong một cái ao làng, những cái việc rất là nhỏ, làm những việc rất là nhỏ các bạn. Mình chưa bao giờ lên kế hoạch và về chuyện này trong bất kỳ tính toán nào, cho dù nhỏ nhất của cuộc đời mình cũng không bao giờ suy nghĩ đến cái chuyện này nữa các bạn. Điều đó nó sẽ cướp đi của mình rất là nhiều năm trời nỗ lực. Mình đã nỗ lực rất là nhiều để mình có được ngày hôm nay. Vậy thì các bạn hãy cùng rút kinh nghiệm. Bạn không thể nào hoạch định trước mọi chuyện, và sẽ có người muốn lấy đi ở bạn những gì mà bản thân họ không thể tạo ra được các bạn. Họ thương bạn, có thể là họ đang hại bạn đó. Bạn phải hiểu được ba mẹ hay là người thân đang khuyên bạn những cái lời khuyên như vậy là sẽ giết chết cái giấc mơ của các bạn. Hãy nghe lời khuyên của họ, nhưng mà hãy làm những điều mà bạn khát khao cháy bỏng, bạn làm để mà bạn có được những cái tư duy tốt hơn, vượt lên cái tư duy trung bình nha. Thì mình kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn nào chưa đăng ký kênh, các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất của mình. Nhớ đăng ký kênh liền đi các bạn, và bấm vô nút chuông luôn để nhận được những video mới nhất của mình. Và bạn nào đã đăng ký kênh rồi thì giúp mình chia sẻ, và tất cả các bạn giúp mình chia sẻ cái video này để cho nó đến được nhiều người, để cho những cái tư duy này giúp những bạn mà mới bắt đầu có ý nghĩ tư duy tích cực đừng có bị chết từ trong trứng nước. Và bạn hãy gửi những video này cho những cái người nào mà khuyên bạn là đừng có nên thực hiện ước mơ, thì bạn hãy gửi những video này đi, từ từ họ nghe, từ từ họ sẽ thấm. Bạn sẽ gửi luôn cái đường link luôn cho họ để họ coi nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn.